Bằng các biện pháp nắm tình hình, vào khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 2, lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng công an xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau chia làm nhiều mũi tiến hành bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc ấp Cái Chim, xã Trần Thới, huyện Cái Nước. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, nhiều đối tượng liền tháo chạy ra nhiều hướng khác nhau. Tuy vậy, 15 đối tượng có liên quan đến tụ điểm đá gà ăn tiền đã bị tạm giữ. Kiểm tra tại sân gà và trên người các đối tượng thu giữ 10 triệu 770 ngàn đồng, 2 con gà, 2 cặp cửa sắt, 6 điện thoại di động, một số tang vật khác. Địa điểm tổ chức đá gà ăn tiền nằm cách xa trục đường chính và chỉ có một lối vào bằng đường đất, xung quanh được bao bọc bởi các vuông tôm, nhiều lối thoát. Tang vật và đối tượng đã được chuyển về phòng cảnh sát hình sự để xử lý.